Xin chào các bác, chào mừng các bác đã show được câu Gia Khánh của em nhé. Chúc tất cả các bác một ngày mới thật vui vẻ. Thì hôm nay là mùng 6 tháng 12, em lại tiếp tục lên bao nồi phụ kiện câu cá, bao gồm bao đựng cần này, rồi hộp đựng mồi này, máy câu này, thập cẩm luôn. Thì trước khi vào giới thiệu chi tiết thì em lại giới thiệu qua số điện thoại của em là 0878690099. Em đang ghim trên góc của hình này, bác nào mua hàng liên hệ trực tiếp cho em hoặc là ebook qua Zalo nhé. Em báo giá trong video để cho một hộp ship mỗi đơn hàng gửi đi cộng thêm 20.000, ship code toàn quốc, các bác kiểm tra hàng thanh toán cho em nhé. Giờ em sẽ chi tiết từng món hàng một. Món đầu tiên giới thiệu cho bác là mã số 1. Mã số 1 của ngày mùng 6 tháng 12. Mã số 1 em sẽ có con máy Kojic này nhé. Con máy Kojic size lớn. Đây, size lớn nhé. Chuyên câu cá xuống nước sâu này, cá to này. Đó, không sợ cước nhé. Đây, một con máy này đến thương hiệu từ Okuma. Okuma này. Con này con máy có tên là con Vector. Con Vector này nhé. Đây. Con này nó hình như hơi bẩn chút thì em lấy về em bán ngay, em chưa vệ sinh gì cả. Đó, có nào đăng thế cho bác luôn. Đây, đây là ngoại hình của nó nhé. Đó, có bên này. Đây này, đây nó bẩn này. Nó bẩn này. Con này bán luôn cho bác này. Con này thì nó có một cái thanh chụp ấy, chụp lên để giữ cố định con ốc ấy. Thì là em lấy về nó không có rồi. Nên em báo luôn cho bác nhá. Con này thì có thể thay đổi từ con ốc này sang con ốc này được thoải mái để nối tay nó dài ngắn tùy chỉnh cho bác ấy. Đây. Đây, đó, đây. Máy thì bao mượt quá nhá. Máy cực kỳ mượt luôn. Quay cực kỳ êm thôi nhé. Đó. Đây. Xả cước này ok hết nhé. Rất là mượt luôn nhé. Núm cân mồi rồi côn đầy đủ hết đó nhé. Ok chưa? Khi bác câu ấy, không muốn kêu tiếng to ấy, bác gạt này xuống này. Đây này, tiếng kêu bao to quá luôn. Đấy. To chưa? Tiếng kêu bao to luôn. Thôi em tắt đi nhé, đỡ ổn. Đây nó sẽ như này. Con này mã số 1 của con Okuma. Con tên con Vector này, Okuma để thương hiệu đến từ châu Âu nhé. Chuyên câu biển có nhé. Đó, chuyên câu nước mặn, con này mã số 1 sẽ để có giá là 500.000. Mã số 1 500.000. Rồi tiếp tục mã số 2. Mã số 2 thì em sẽ có hai chiếc hộp này, hai hộp size to to một chút nhá. Hai hộp này cho bạn nào đi câu biển dành hai hộp này ok nhá. Đây. Hộp này là một cái hộp của Meho. Hãng Fem Sút này. Đó, cái hộp hãng Fem Sút này. Giới thiệu qua hộp này trước nhá. Đây. Bám bẩn này. Đây, quá cạo này hết nhá. Con hộp này là có mã VS3039ND. Con này thì có thông số là 275 x 187 x 430mm, là chiều dài của nó này là 20 phải không nhỉ? Đúng rồi, chiều dài nó sẽ là 27,5 cm thôi nhé. Chiều ngang này nó sẽ là 18,7 cm và chiều sâu này này, chiều cao này của nó sẽ là 43mm là 43 cm thôi nhé. Đây một chiếc hộp như này. Hộp Fem Sút này của hãng Meho sản xuất ở Japan thôi nhé. Có chữ dập nổi luôn nhé. Đây. Có chữ dập nổi Japan thôi nhé. Đó. Hộp này chắc bác đựng khá là nhiều mồi. Một hộp này chắc bác là đựng là đủ mồi đi câu cả ngày luôn. Đây. Đó. Hộp này sẽ có hai ngăn. Em nghĩ nó nhiều hơn đấy. Em thấy nhiều rãnh này. Nhiều rãnh này. Nhưng mà nó chỉ có một thanh ngang này thôi. Nó có nào bán thế bác nhé. Hộp này thì nhựa Nhật bao chất lượng cho bác luôn. Bao chất lượng quá nhé. Đó. Rồi tiếp tục đến hộp thứ hai. Đây hộp thứ hai đây. Hộp thứ hai cũng của Japan luôn nhé. Đây giới thiệu qua hộp này của hãng Yamada. Yamada nhé. Cũng sản xuất ở Japan này. Nó mới in Japan nhé. Hộp này sẽ hộp nhựa trắng. Hộp này thì nó có 3 ngăn dọc. 3 ngăn dọc nhé. Đây. Cho bạn đựng phụ kiện hoặc đựng mồi nó ok hết nhé. Đây 3 ngăn dọc này. Nhựa bao chất lượng cho bạn nhé. Đó đồ Nhật Bản không gì phải chê nữa nhé. Rồi em sẽ đo cho các bác này. Đây. Chiều rộng nó sẽ là 16 cm thôi nhé. 16,5 cm. Chiều dài của nó sẽ là 23,5 cm. Và chiều sâu này. Chiều sâu con này sẽ 3 cm thôi nhé. 3 cm nhé. Đó, hộp đây. Đều là của Japan hết nhé. Mã số 2 thì là hai hộp này em sẽ để có giá 180.000. Mã số 2 180.000. Rồi tiếp tục mã số 3. Mã số 3 em có hai chiếc hộp như này, hai chiếc hộp như này nhé. Một hộp, hai hộp đều hộp mồi nhé. Hộp này em thấy hơi nặng nặng chút này, thôi giới thiệu qua hộp này trước đi. Đây. Hộp này là hộp của Meho cũng nhé, sản xuất tại Japan thôi nhé. Đây. Hộp này có thông số là 214 x 118 x 45mm. Đó. Chiều này nó sẽ là 21,4 phân, chiều này nó sẽ là 11,8 phân và chiều sâu nó sẽ là 4,5 phân quá nhé. Đây. Đây. Nó sẽ size NN này. Đây, hôm nay giới thiệu qua một chút là cái chỗ này này.
nó hơi nứt một chút này, nứt một chút này. Các bác đừng ngồi thoải mái nhé, đừng đựng cái gì kích quá trong thời gian nó sẽ nứt dần nứt dần. Còn để bình thường này thì không giờ hỏng các bác nhé. Đó, không có bác nào về cẩn thận nữa thì rõ vào 2 giọt keo 52 bác nó ok ngay. Đó, em có nào báo thiếu nữa các bác. Hôm nay cũng là hộp mê hô dập chữ nổi thôi nhé. Đó, quý vị ra bàn nhé. Thôi, hộp tiếp theo, cái hộp thứ hai lại giới thích bác, giải thích bác một chút. Hộp này là hộp nó chỉ có một ngăn thôi. Em thấy nhiều rãnh này nhưng mà bên trong chỉ có một ngăn thôi. Hộp này các bác đựng mồi nhé, mồi hộp phụ kiện nhé. Đây, hộp này thân dưới sẽ màu trắng và trên này sẽ là nhựa trong. Hộp này thì nó em thấy nó in mỗi chữ Nohu Daiwa này, Nohu Daiwa này. Mà hộp này rất buồn cười, em giải thích nhé. Đây, hộp này có chữ tên là Tenua này, tên là Tenua này chỉ có Việt Nam có thôi. Nhưng em khả năng là các bác ở bên Nhật mua về nó sẽ tặng sticker này, bác dán đây xong lại về Việt Nam. Đấy, đây hộp một của Daiwa nhé, hai hộp này. Đây, hộp này em sẽ đo thông số cho bác luôn. Đây, hộp này sẽ nó sẽ là 21cm đấy, chiều dài 21cm. Chiều ngang của nó sẽ là 14cm thôi nhé. Chiều ngang 14cm và chiều sâu chắc phải tầm 3cm, 4cm nhé. 4cm thôi nhé. Đấy, 4cm. Thì hai chiếc hộp này có mã số 3. Hai chiếc hộp này có mã số 3 này em sẽ để có giá là 150.000. Hai chiếc hộp 150.000. Rồi tiếp theo. Tiếp theo giới thiệu qua đây em có hai hộp này. Một hộp đựng phụ kiện hoặc là đồ có suối, và hộp này hộp size bé nhé. Hộp này sẽ size N. Đây. Xem nào, để giới thiệu qua hộp to trước đi. Hôm nay cũng của hãng Meho này, sản xuất Japan nhé. Hộp này thông số là 186 x 103 x 34 mm. Đó, đây. Dài là 18.6cm, ngang này sẽ là 10.3cm và chiều sâu nó sẽ là 3.4cm. Đây, sản xuất Japan hết nhé. Con này in chữ dập nổi luôn này, in Japan này. Đó, Meho. Đây, bên trong hộp sẽ như này các nhá. Bên trong hộp hai ngăn này nhé. Đó, có đựng mồi nhỏ hoặc là nhái hơi cá sắt ok hết nhé. Đây, hộp sẽ như này, nhựa để bao chắc chắn, bao yên quá nhé, bao yên nhé. Đó, đây ngoại hình nhé. Rồi, tiếp tục giới thiệu bác đem một cái hộp phụ kiện hoặc là hộp câu suối, các bác có thể đút túi quần thoải mái. Đây, made in Japan, Meho nhé. Đây sẽ này nhé, không khác cái điện thoại gập. Đó, đây. Đó, không khác thích điện thoại gập. Ok chưa, hộp này nó bên trong sẽ có 10 ngăn thì nó sẽ chia cho hai loại. Trên này sẽ ngăn ngắn này, ngăn nông này để phụ kiện nhỏ nhẹ, còn dưới này là ngăn to có thể các bác để lưỡi hoặc là để phụ kiện to một chút, hoặc là các bác đựng mồi nua suối vào đây nó ok hết nhé. Đấy, để mồi thì là mấy cái mồi mỏng mỏng cá sắt ok. Đây, 10 ngăn này cực kỳ chắc chắn nhé. Bác cho này mấy cả mấy cái hộp ở Việt Nam bán hộp tàu ấy, thì chấp tất cả luôn nhé. Đó, bao chắc chắn luôn. Đây, nắp rất là chắc chắn nhé. Đây, hộp sẽ như này, hộp sẽ như này nhé. Hộp này khá là bé, ôm cho lòng bàn tay này, bác này câu suối có thể bỏ trong túi quần thoải mái. Đây, như này. Thế là hộp này, hai chiếc hộp này có mã số 4. Mã số 4 hai hộp này sẽ để có giá 160.000. Hai chiếc hộp này 160.000 hai hộp này nhé. Rồi, tiếp tục em chuyển sang bao. Bao nhiêu về chính. Đầu tiên giới thiệu bao, em sẽ có một chiếc bao của Amugasha như này. Một chiếc bao của Amugasha này nhé. Amugasha này. Đây, màu sẽ màu dần di đây nhé. Màu dần di này sẽ như này. Có con này thì có mã biệt danh nó là 9ST60IN. Đây sẽ như này các nhé. Đó, màu dần di này rất là đẹp nhá. Bao này gần như là mới quá nhá. Gần như là mới nhá. Rất là đẹp. In Amugasha màu dần di này. Đây. Khóa cũng in logo luôn các nhé. Khóa được 3 mượt bác luôn. Rồi cho các xem trong trước đi. Đây bên trong sẽ này. Bên trong sẽ có một lớp nhựa cứng nhá và sẽ có một lớp chống sốc nhẹ. Xốp nhẹ thôi nhé. Bên ngoài sẽ lớp nhựa cứng như này. Đấy, điện thoại em nó quay nó hơi cận, các bác xem thông cảm cho em nhé. Đây, bên trong có dây dán này, dây cố định cần đầy đủ hết nhé. Đây sẽ dây dán cùng dây buộc nhé. Dây dán nó nhé. À, nó sẽ có hai đoạn dây dán như này. Đấy, và dưới này nó sẽ có một cái túi đây này, túi bác nhét cần để cho nó cố định nhé. Đấy, ok chưa. Đây, khóa cho 3 mượt luôn. Khóa 3 mượt nhá. Con này em sẽ đo luôn thông số cho bác. Con này nó sẽ là 1m51 thôi nhá. Nó sẽ có 1m51 này. Và cái chiều ngang đi. Đây.
chiều ngang của nó là sẽ là 9,5 phân thôi nhá, 95 cm này. À, 9,5 cm này. Và chiều này của nó sẽ là 9 cm thôi nhá, một chiều 95, một chiều 9 cm nhé. Đây chiếc bao như này. Chiếc bao này sẽ là mã bao số mấy nhỉ? Ở trên là mã số 7 các bạn. Em nó không đánh mã số 6 rồi. Mã bao số 7 sẽ để có giá là 650 ngàn. Một chiếc bao bao Bugatti. Rồi mét 51. Rồi tiếp tục một chiếc bao tiếp theo. Một chiếc bao tiếp theo của Abu Gasha đúng không nhé? Abu Gasha này, chiếc bao này thì nó sẽ in logo của Abu lên đấy nhá. Hàng sư tử này. Để in vùng quanh luôn. Đây, nhìn khá là đẹp nhá. Đây nó sẽ như này. Đó, đây sẽ như này nhá. Đây người nhỉ, người bên ngoài khá đẹp. Con này thì có hơi điểm hơi tiếc một chút là giới thiệu bác này. Mấy cái đầu chấu của nó này nó hơi bị sứt một chút rồi, nó hơi sứt rồi. Đó, như cái bao này sẽ bao cao cấp hơn cái bao kia quá nhé, bao cao cấp hơn bao thần di kia. Này à, bao Abu Gasha này, mình sẽ kiểm tra luôn cái đầu này. Đầu này đầu trên thì còn đẹp này, cái đầu kia chống đất ấy, nó sẽ bị, còn đầu này không chống đất sẽ không bị quá nhé. Đây sẽ như này, con này sẽ mã số 8, à mã số 7 nhỉ? Một mã số 7, 1, 2, 3, 4, trên 6 đây mã số 7 quá nhé. Số 7 đây, đây mình nói nhé. Đây, cũng in logo nên khóa nó nhé. Rồi kiểm tra nó in xong rồi các bác này. Đây, bên trong sẽ như này nhé. Bên trong như bên ngoài cũng có sẽ một lớp nhựa cứng và bên trong sẽ một lớp xốp mềm để chống sốc các nhé. À, bên trong cũng có cái dây dán này, dây dán cố định cần này. Và túi này, có một cái túi để chống cần vào này, cho đỡ trượt này. À, cũng ok hết nhé. À, khóa thì bao mượt các bác. Khóa thì bao mượt các bác nhé. Đó, ok chưa? Rồi mình sẽ đo nó cho các bác nhé. Con này nó là 1m51 coi nhé. Alo. 1m6. Con này sẽ 1m6 các bác nhé. Cái bao vừa rồi là 1m6 em xin lỗi các bác nhé. Cái bao vừa rồi cũng là 1m6 và cái bao này nó cũng là 1m6 các bác nhé. Đây, mình sẽ đo đường kính của nó. Đường kính của nó sẽ là 10cm. 10cm các bác nhé. Đường kính chiều này. Đường kính chiều này sẽ là 8cm nhé, 8cm. Cái bao này cho bác đựng, nếu mà đựng cái tay ấy, đựng khoảng tầm 4-5 cân thoải mái. Còn nếu mà đựng cần nu ấy, chỉ đựng khoảng tầm 2 cân nó ok nhé, 2-3 cân là được nhé. Rồi đây, Abu Gasha. Con này mã sẽ là mã số 7. Mã số 7 em sẽ sửa cho bác một chút, tại vì nó hơi sứt dưới kia em vừa nhìn đấy. Mã số 7 này sẽ để có giá là 650 ngàn nhé. Mã số 7 650 ngàn. Cũng Abu Gasha thôi. Rồi tiếp tục, em lấy một chiếc bao Abu tiếp theo. Hôm nay toàn bao Abu thôi. Ba chiếc bao Abu này. Đây. Một chiếc bao Abu Gasha, chiếc bao này sẽ màu đen hết nhá, màu đen hết nhá. Phần dưới nó in màu, chỗ in mã nó sẽ in màu ghi ghi màu xám. Con này có mã 8FTN6 in. Đây. Đây các bác nhá. Đó. Đây, chiếc bao này thôi khỏi nghĩ luôn, gần như mới tinh luôn nhá, gần như mới tinh luôn nhá. Rất là đẹp luôn. Đây. Abu Gasha này. Bên trong đó nhé. Rồi em sẽ cho các xem bên trong nhé. Đây, khóa in logo đầy đủ nhé. Khóa in logo đầy đủ nhé. Đây, bên trong nó sẽ như này. Ui giời, hàng hàng mới các bạn. Còn nguyên túi trung ẩm này, túi hút ẩm này. Con này thì bên trong nó cũng có cái dây đeo dán để cố định cần đầy đủ hết nhé. Đây. Nó cũng giống cái 2-3 kia thôi. Cũng y xỉ như 2-3 kia thôi. Đây, túi đựng cố định này. Còn đây là cấu hình bên trong này. Đó. Bên trong thì bên ngoài cũng sẽ một lớp nhựa cứng và bên trong sẽ có một lớp xốp mềm nhé, để chống sốc gần quá nhé. Đây. Ok chưa? Ok nhé. Rồi mình sẽ đo thông số các bạn. Khóa thì cực kỳ mượt luôn. Rồi mình sẽ đo thông số. Con này sẽ ngắn hơn chút, con này sẽ là dài 1m4 quá nhé. Dài 1m4 này. Đây. Dài 1m4. Và đường kính của nó, đây đường kính 8,5 cm, rộng nó 8 cm thôi nhé, rộng 8 cm thôi. À, một chiếc bao Abu Gasha dài 1m4, con này mã số 8, số 8 sẽ để có giá là 650 ngàn. Tiếp tục mã số 9, mã số 9 em giới thiệu bao em sẽ có một cái bao là cao cấp hơn, bao là cao cấp hơn nha, một cái bao của A của Daiwa này. À,
in dập khuôn đai hoa, dập khuôn đai hoa này, đây quá nhá, đó đẹp chưa? Một chiếc bao này sẽ là bao đai hoa nhá, bao này sẽ bao da nhá, bao da trơn này, đó nhìn rất đẹp luôn. Bao này nhìn bao chất quá nhá, đây bao chất quá nhá, đó làm sẽ làm da hết quá nhá, sẽ da hết nhá, đây. Đây cho bác xem đồng thể như thế này dễ nhìn này. Đó, bao đẹp anh nha. Đế sẽ đế nhựa này. Đế này cho bác chống cần thoải mái luôn. Đó, có rỗ trong thoải mái nhá, không ảnh hưởng gì nhá. Đây, tay xách bằng da này nhá. Rồi dây đeo này. Innovo này. Đó, có cái dây đeo phụ thôi bác nhá. Rồi em sẽ mở cho bác trong bên trong luôn. Bên trong sẽ như này bác nhá. Bên trong cực kỳ vip luôn, bên trong nó sẽ có hai lớp nót này. Đây. Bên trong nó sẽ có một lớp nót như này các nhá. Một lớp nót như này. Đây một lớp nót như này các nhá. Đây, bác bỏ cần có bó bác là xong. Còn bên ngoài bác qua lại có cả dây buộc bên ngoài luôn nhá. Đây. Cam gần quá hơi khó quay. Đây. Bác sẽ có hai cái thanh dây buộc ngoài này. Hai bên này. Và bên trong sẽ có một cái rãnh giữa này các nhá. Sẽ có một cái rãnh giữa như này. Bác nhét cần vào nó ok nhé. Đây. Một chiếc bao cần cao cấp của Đai Hoa nhé. Cao cấp Đai Hoa nhé. Đây. Có cả túi đựng phụ kiện đầy đủ hết. Cam của em nó hơi tối. Đây quá nhé. Đó. Con này bên ngoài sẽ nhựa cứng, bên trong sẽ có lớp xốp mềm để chống sốc quá nhé. Nói chung cái bao này bên trong thì các bác không phải bàn nghĩ gì luôn. Đây. Đó, từng lớp một nhé. Cái bao này đựng quá đựng phát 3 cần được thoải mái. Đây. Rồi em sẽ đo luôn cho các bác. Bao này nó sẽ dài 1m35 các bác nhá. Dài 1m3 thôi. Dài 1m3. Và em sẽ xoay đường kính luôn. Đường kính của nó sẽ là 9cm, 9x9 các bác nhá. 9.5x9. 9.5x9 một chiếc bao đai hoa sẽ như này. Đó, bao chất lượng các bác nhá. Bao chất lượng nhá. Bao đẹp nhá. Đây. Con này em báo các bác là con này của em đang bị dập một chút chỗ này. Đó nhưng thực tế nó không ảnh hưởng gì cả. Hai đầu này nó vẫn tròn thì thoải mái chỗ này này. Chỗ này chắc cho vận chuyển từ bên Nhật về nó hơi bẹp một chút thôi. Nhưng không ảnh hưởng gì quá nhé. Đó còn nếu cái bao này nó còn nguyên ấy, chắc em bán chắc phải tầm 1.2-1.3 rồi đó. Nhưng mà nó đang bị lỗi này em sẽ giả rẻ quá. Con này mã số 9. Mã số 9 sẽ để có giá là 700.000. Mã số 9 700.000. Chứ bao da, bao chất lượng thôi. Còn nhìn mới tinh, tiếc qua chỗ này. Đó. Rồi. Mã số 10 em sẽ có một chiếc bao màu xanh như này. Đây mã số 10 nhá, màu xanh như này nhá. Đó ngoại hình đây. Ngoại hình thì con này sẽ là vải, vải màu xanh và vải nanh ấy. Vải để cho nhanh khô nước quá nhá. Đây, nó sẽ bóng bóng này. Hai đầu sẽ bó kiểu bó vải bạc như này nhá. Đó đây. Vải bạc này. Con này của hãng là Goldfinning, Goldfinning quá nhá. Đó, bên ngoài con này ngoại hình thì cũng khá ổn. Không bị rách bao cái gì các nhé, có duy nhất đây này, nó bắt lỗi con này, này. Nó, cái này bị trống xuống lâu ngày, nó hơi bị bục bục một chút thôi, đây bục cái viền tròn này này, nhưng không ảnh hưởng như các nhé, đó, cái nút khâu của nó vẫn chắc chắn là ok quá nhé, đây hình của nó, rồi sẽ giới thiệu luôn trong cho bác này, đây khóa này bao mượt quá nhé, khóa cực kỳ nhẹ luôn, cực kỳ nhẹ nhé, bên trong sẽ như này, bên trong sẽ như này các nhé. Bên trong sẽ như này, nhựa sẽ nhựa cứng nhé. Nhựa cứng này bên trong sẽ có lớp xốp mềm để cho chống sốc. Con này các bác có thể tháo ra thay luôn cái nhựa này cũng được. Đây, nó có chỗ để cho các bác thay nhựa nhé. Các bác hoặc là các bác muốn giặt ấy, các bác muốn giặt sạch sẽ thì các bác có thể tháo nhựa cho bác giặt vò thoải mái. Xong bác lại nhét nhựa vào nó ok nhé. Nhựa cái lớp nhựa cứng ấy. Đây. Đấy ok chưa? Đây, chỗ bao như này. Còn sẽ đo thông số này nhé. Và bao này sẽ là dài 1.5m các nhá. Bao này sẽ dài 1.5m. Và thông số của nó sẽ là 8 x 10 nha các bác nhá. 8 x 10 đường kính 8 x 10 nhá. Con này sẽ mã số 10. Mã số 10 sẽ để có giá là 400.000. Mã số 10 400.000 nhá. Rồi tiếp tục mã số 11. Mã số 11 em giới thiệu bác em sẽ có một cái bao này, bao đựng máy thôi nhá. Bao đựng cần máy nhá. Đây, cái bao này cực kỳ nhiều ngăn luôn, cho bác nó đựng thoải mái luôn nhé. Đây, đó, cực kỳ nhiều ngăn nhé. Ngăn phụ kiện, ngăn
đồ bên trong rất là nhiều luôn. Đây, ngoại hình bao sẽ như này. Đó, ngoại hình bao sẽ này nhá. Càng cận quá, hơi khó nhìn quá không cả. Đây, con này có hãng gì đây này? Đây, tuyển tiếng Anh này. Đây, em giới thiệu luôn qua từng ngăn một. Đầu tiên giới thiệu qua là một ngăn, cái ngăn đựng gọi là đựng phụ kiện này, đựng phụ kiện, đựng phao này. Đây nha. Tay hơi cận. Đây. Bao ngăn đầu tiên đựng phụ kiện, đựng phao này. Bên trong sẽ có nốt, có xốp này nó nhé. Đó, xốp chống sốc đầy đủ hết nhé. Rồi tiếp theo đến ngăn tiếp theo này. Ngăn em giới thiệu qua ngăn dưới này. Đây. Rất là nhiều ngăn luôn. Đây. Ngăn đựng dây này, à, bên trong cũng còn dây bảo hiểm các bác này. Đây còn dây bảo hiểm nhé. Đó. Tí bác lấy em nhét luôn cho khoác. Đây. Rồi, tiếp theo đến ngăn chính đi. Đây, giới thiệu bác ngăn chính luôn. Đây, ngăn chính qua đây, bên trong đấy bao chất lượng cho bác nhá. Bao chất lượng nhá. Có cả cái gối chống sốc cho bác nhá. Đây này. Gối chống sốc này nhá, có đầy đủ nhá. Đây, rồi là các bác đựng phát là 2-3 cần được thoải mái luôn. Đây. Các bác đựng 2-3 cần thoải mái luôn. Mỗi một cái cần ấy, các bác nó sẽ có một cái thanh rãnh như này này. À, cái thanh này này để bác ốp cần vào phát cho chống qua đập từ cần này sang cần khác các nhé. À, bên này một cần này. Và bên này một cần này. Đây cái dây này bên này một cần này. Rồi dưới này sẽ có nó mỗi bên sẽ có một cái túi qua nhá. Mỗi đây. Càng hơi cận, xoay gần quá tí. Mỗi một bên bác sẽ có một cái túi này, túi để các bác chống hẳn cần vào xem riêng biệt nhé. Bên này thế này, các bác khi nào có cần máy ấy, các bác muốn được cần máy ấy, bên trong này này nắp máy ấy, thì các bác sẽ kéo khóa ra thì là sẽ nhét cái máy qua bên này. Còn nếu mà không các bác đựng cần không ấy, các bác có thể kéo này lên đấy thì nó sẽ riêng biệt cho các bác từng ngăn một ngăn một. Đó khá là hay nhé. Và chúc bác đựng cần máy. Tay em nó hơi cận thế là hơi khó làm, khó thao tác, các bác xem không cảm giúp em. Đây. Tôi cho bao nhiêu này. Bao này nhá. Rồi em sẽ đo thông số cho bác luôn. Bao này nó sẽ dài 1m35 các bác nhá. Dài 1m35. Dài 1m3 thôi. Quả này chắc dài 1m3 các bác nhá. Dài 1m3. Một cái bao này có các đựng của thoải mái của tầm 3 cây cần. 3 cây cần như này các bác nhá. Đó xong một cái bao này. Đó. Cái bao này thì là nó có mã 11, em sẽ để qua giá 550.000. Ba mã số 11 550.000. Đó. Là cái tại em quay không được chi tiết lắm thì bác nào mà mua hàng có thể liên hệ trực tiếp em sẽ chụp hình cho bác luôn nhá. Rồi, tiếp theo đến cuối cùng chiếc bao da như này. Một chiếc bao da nhé. Bao da thật luôn nhá. Đây sẽ như này. Rồi, chiếc bao da sẽ màu nâu như này, nó có hai ngăn luôn. Một ngăn đựng phụ kiện này, ngăn này khá là to này, các bác đựng hộp phao rất là được hết nhé. Đây, đằng sau đây. Da cũng rất là đẹp nhé, da rất đẹp nhưng chất lượng luôn, cũng đồ của Nhật nó khác. Đây, dây đeo đầy đủ này. Dây đeo đầy đủ này, khóa khiếp đầy đủ hết các nhé, ok hết nhé. Rồi giới thiệu luôn trong bên trong cho các bác. Đây. Bên trong sẽ như này các nhé. Đây. Đúng da xịn nó khác. Đây, bên trong sẽ như này các nhé. Đây, tổng thể bên trong này nhé. Đó, có dây buộc cần đầy đủ này. Đây. Dây buộc đầy đủ nhé. Rồi, con này sẽ cùng số qua qua cho bác một chút thôi. Con này sẽ là dài 1m25. Dài 1m2 các nhé. Dài 1m2. Dài 1m2 và con này đường kính của nó, đường kính chiều ngang thôi. Đường kính chiều ngang nó sẽ 11 các nhé. Đường kính chiều ngang 11. Đó, khóa khép dùng ok hết. Con này mã số 12, 12 sẽ để qua giá 200.000, mã cuối cùng. Bác nào mua hàng thì có thể liên hệ trực tiếp cho em để em gọi trực tiếp hoặc em sẽ chụp hình cho bác nhé. Còn camera của em hơi cận, nó quay không rõ được thì bác không cảm giúp em. Còn bây giờ là em phải dùng video hẹn bác video tiếp theo. Bye bye.